Khi này đó chính là về độ cao
người mẫu như thế này khá là toàn diện. Một cái nữa chính là khi con nhìn sơ qua, không biết bài giám khảo phía dưới như thế nào, nhưng con nhìn sơ qua thì chỉ số của đội này cung cấp cho ban tổ chức cũng khá là đều nhau là 90 đến 95 ở vòng 1, còn 2 là 60 đến 97, còn 3 vòng 3 là khá là trên lệch, có vòng 3 80 nhưng cũng có vòng 3 là 120. Chúng tôi chia sẻ cho khảo chúng ta tiện trong điểm của chương trình hôm nay. Dạ. Bởi vì người phụ nữ nếu mà chúng ta người mẫu phụ nữ duyên dáng và đẹp nhất của team số 5 trong chương trình hôm nay, chúng ta lại là người phụ nữ ở chính giữa. Con xin mời diễn viên tiếp theo một chút xíu nữa thôi. Đó là wow, quý vị đã nhìn thấy điều gì không ạ? Đây chính là nhà được luôn nhớ em gặp tay chị trong em truyền năng lượng cho chị nha. Hết luôn như chị em thả tay em, đừng giữ em quá em lo con sợ. Dạ là thẳng tay ra đi chị. Dạ, em chỉ quý vị ta thấy một cái nữa. Đây chính là một sự quyết tâm của chúng ta áo dài quần lỗ để muốn nói đến quý vị bên cạnh thống duyên dáng của người phụ nữ. Mỗi đội chúng ta đều có một điểm nhân. Ví dụ đội trước là có một người phụ nữ cắt tông, con chỉ nhìn thấy được tô minh vẻ đẹp của phòng 1 thôi, phòng 3, phòng 3 thì nhờ bỏ luôn. Còn riêng đối với người phụ nữ khá là tuyệt vời của team số 5, chúng ta quay một vòng đi chị ạ, mình quay một vòng đi. Đẹp quá quý vị. Còn biết là 5 người không ạ? Là 3 người chúng ta tiếp không phải là ai đấy mà. Dạ rồi, em xin cảm ơn thành viên của đội số 5 mà chúng ta đã có một ảnh tiết mục và cũng khá là tuyệt vời để cho các bạn cũng như là trường quay của bạn của anh. Xin cảm ơn, quay trở về.